tôi tin Chúa Giêsu là sự sống và sức mạnh tôi. Tôi tin Người là Đấng chỉ đường cho tôi trong cuộc đời. Chúa Giêsu làm đời tôi trở nên ý nghĩa. Đây lý tưởng của tôi, động lực sống của tôi là Người. Chúa Giêsu, Người đổi mới cả trí lòng tôi. Duy nay Người tôi sẽ được bình an trong suốt cuộc đời. Tôi biết tôi nhìn vào ai? Tôi biết tôi nhìn vào ai? Ai tin Chúa Giêsu và nhận Chúa là Chúa tình yêu? Chính Chúa sẽ dẫn lối, giữ đưa tôi lên nơi quê trời.
chúng ta. Cánh cửa đức tin luôn rộng mở cho chúng ta, hiệp nhân với giáo hội của Người. Xin cho con đường đứng vững trong đức tin, ta đi gieo lời Chúa khắp nơi xa gần. Xin cho con thực thi tấm lòng bác ơi, để muôn người nhận biết Chúa là tình yêu. Cánh cửa đức tin luôn rộng mở cho chúng ta, kết hợp với Thiên Chúa là Chúa chúng ta. Cánh cửa đức tin luôn rộng mở cho chúng ta, hiệp nhân với giáo hội của Người. Xin canh thân đổi mới cho con mỗi ngày, đem yêu thương hạnh phúc đến với mọi người. Xin cho con tìm Chúa trên muôn sự sống, để được tin được sáng mãi trong lòng con. Chúa chúng ta, cánh cửa đức tin luôn rộng mở cho chúng ta, hiệp nhân với giáo hội của Người. Năm đức tin hiệp nhất chúng con bên mong, tin ba ngôi rọi chiếu ánh quang sáng ngời, Maria cùng các thánh của Thiên Chúa, Giêsu con. Trong niềm tin, cánh cửa đức tin luôn rộng mở cho chúng ta, kết hợp với Thiên Chúa là Chúa chúng ta. Cánh cửa đức tin luôn rộng mở cho chúng ta, hiệp nhân với giáo hội của Người. Hiệp nhân với giáo hội của Người. Hiệp nhân với giáo hội. Kitô, ngày là mạch suối mát, đưa dòng đời nóng rát, nguồn bình an cho những ai tin yêu Ngài. Tin yêu Ngài là Đức Kitô. Tin yêu Ngài là Đức Kitô. Chính Đức Kitô,
hãy hy vọng vào chính Đức Kitô. Ngài là đường cứu rỗi, đường tình Ngài êm trôi, Ngài tha thứ mãi thôi. Hãy hy vọng vào chính Đức Kitô, hãy hy vọng vào chính Đức Kitô. Ngài là nguồn sức sống, là mặt trời ấm nóng, nguồn cây trông cho những ai tin yêu Ngài. Tin yêu Ngài, tin yêu Ngài là Đức Kitô. Tin yêu Ngài, tin yêu Ngài là Đức Kitô. Tin yêu Ngài, tin yêu Ngài là Đức Kitô. Tin yêu Ngài, tin yêu Ngài là Đức Kitô. Tin yêu Ngài, tin yêu Ngài là tràn tình người thắp lên tình Chúa yêu thương.